Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam cho bắt giữ hai nhà báo gần 70 tuổi ngay trước đại hội 13. Cùng với việc bắt giam nhà thơ Trần Đức Thạch ngày 23 tháng 4 thì chỉ trong vài ngày chính quyền Hà Nội tiếp tục bắt giam nhà văn Phạm Thanh ngày 21 tháng 5 và ngày 23 tháng 5 lại tiếp tục bắt nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Tự do. Có vẻ như việc bắt bớ người bất đồng chính kiến là một xu hướng quen thuộc để lập công dân đảng trước mỗi kỳ đại hội. Nay là chuẩn bị cho đại hội 13 Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy bị lực lượng an ninh bắt tạm giam sau một loạt cuộc công kích tại nhà riêng sáng thứ Bảy ở Hà Nội trong một đợt trấn áp mới nhắm vào những người chỉ trích chính phủ. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi nhà văn Phạm Thành, người từng viết sách chỉ trích Tổng Bí thư ông Nguyễn Phú Trọng bị công an Hà Nội bắt giữ vào hôm thứ năm. Ông Thụy 69 tuổi hiện giữ vai trò quyền chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam một tổ chức cổ suý cho tự do ngôn luận và qua các bài viết mang tính phản biện về thời sự trong nước, ông cũng là blogger của Đài Á Châu Tự Do RFA. Hình ảnh chụp biên bản khám xét nghiệm của nhà ông Thụy đăng trên mạng xã hội cho biết cuộc đột kích được hiện được thực hiện bởi các viên chức an ninh thuộc cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Một số vật dụng cá nhân của ông bị tạm giam giữ bao gồm thẻ ngân hàng, điện thoại di động, máy tính sách tay, USB cùng một số giấy tờ và tài liệu khác. Theo biên bản, tài khoản Facebook cá nhân của ông cũng bị kiểm tra và một số bài viết được in ra, trong đó có một bài viết với tựa đề Nhà cầm quyền Việt Nam phải chấm dứt ngay việc khủng bố các nhà hoạt động xã hội dân sự mà ông viết cho đài RFA vào năm 2016. Vợ của ông bà Phạm Thị Lân cho VOA tiếng Việt biết gia đình đã tự dự liệu về vụ bắt giữ nhắm vào ông vì lực lượng an ninh thường xuyên theo dõi trước nhà. Nhưng vụ đột kích vẫn khiến bà bất ngờ và không kịp chuẩn bị. Lúc tôi quan sát xung quanh không có ai thì tôi mở cửa ra bình thường. Phải gần 50 người ào vào nhà tôi, khống chế tôi luôn. Tôi mới gào lên là anh Thụy đóng cửa lại và có cướp vào nhà Có cô giúp việc chạy ra thì cô ấy tưởng tôi bị ngất Ông Thụy nhà tôi cũng sốt ruột chạy ra thì không kịp sập cửa Bà kệ Bà mô tả buổi khám xét diễn ra căng thẳng với sự rằng co và kháng cự của chồng bà Đặc biệt là khi các viên chức an ninh dùng vũ lực để buộc ông cung cấp dấu vân tay để mở khóa điện thoại iPhone của ông Mấy thằng công an đề ra lấy dấu vân tay nhưng nhất định ông ấy bảo nếu mà cưỡng chế tôi thì có chết tôi cũng không làm cứ đưa đây cho tôi thì tôi sẽ tự giác mở mật khẩu bà lần thuật lại đó là đưa cho bà ấy thì ông ấy đập luôn điện thoại làm vỡ kính bàn uống nước và vỡ kính điện thoại thế là nó khống chế còng tay tôi mới gào lên các ông đừng có vô nhân đạo tôi kêu gào nhiều thì nó mới thôi Hai người vẫn xích tay nhưng mà không quật ra đằng sau nữa. Lệnh khởi tố cho biết ông Thụy bị tạm giam tại trạm giam tại trại tạm giam Chí Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà nói nhưng bà không biết chồng bà đã bị đưa đi khỏi Hà Nội hay chưa vì không được cho biết thêm thông tin nào khác nữa. Bà nói sổ khám bệnh của ông đã bị lấy đi và bà lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chồng. Ông hiện đang uống thuốc cao huyết áp và thuốc đại tràng. Sức khỏe của ông ấy rất là kém mà sự đối xử của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì cực kỳ tàn nhẫn, bà nói. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho biết ông Thụy là thành viên thứ hai của hội bị bắt sau khi Chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập Phạm Trí Dũng và cũng là blogger của VOA Tiếng Việt bị bắt vào tháng 11 năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội cho biết kể từ sau vụ bắt giữ ông Phạm Trí Dũng, cơ quan an ninh đã liên tục sách nhiễu, theo dõi, triệu tập, thẩm vấn nhiều thành viên của tổ chức này. Một điều trùng hợp là cả ba cây viết cừ cựu này đều sinh năm 1952, với tuổi đời này đã gần 70 tuổi. Và như vậy, sau sự việc nổ súng vào đầu người đảng viên 84 tuổi Lê Đình Kình tại phòng ngủ ở Đồng Tâm, thì sự tàn nhẫn của bộ máy đàn áp bất đồng đã không còn chút giới hạn nào nữa. Trong bài đăng trên trang AC Times trụ sở tại Hồng Kông, phóng viên David Hurt viết rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam sẵn sàng nhắm vào bất kỳ nhà phê bình nào là khúc mắc cho chế độ. Vào tối ngày 22 tháng 5, bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ nhà báo Phạm Thành cho RFA biết rằng hiện bà và gia đình vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể nào từ chính quyền ngoài việc ông bị tạm giam 4 tháng ở trại giam Hòa Lọc. Họ mới đưa cho hai giấy lệnh bắt giam và khám và với lệnh khám nhà thì chúng tôi chuẩn bị làm thủ tục thăm nuôi. Chỉ biết là hiện nay giam 4 tháng ở Hòa Lò. Thông tin sau 4 tháng như thế nào thì không có, chỉ mới biết là như thế thôi. Khi được hỏi về lý do nhà báo Phạm Thành bị bắt, bà Nghiêm nói rằng công an cũng không hề cho bà biết. Cái điều này tôi cũng không biết vì lý do gì mà anh Thành lại bắt. Hiện Bây giờ cũng chưa có thông tin gì Chị Vì anh ấy cũng mới đi thôi Thế thì yêu cầu phải chuyển giấy tờ về cho gia đình Theo bà Nguyễn Thị Nghiêm Khi công an bắt ông Thành tại nhà Có khoảng trên dưới 40 người đứng từ ngoài cổng vào trong nhà chật cứng Nên bà cũng không biết hàng xóm xung quanh phản ứng như thế nào Trước sự việc chồng bà bị bắt Nhà văn Phạm Thành tên đầy đủ là Phạm Trí Thành, Năm nay 68 tuổi, viết blog với biệt danh Bà Đầm Xe Là tác giả của cuốn sách Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Đại nghịch Bất Đạo Được xuất bản ở trong nước và nước ngoài và phát hành trên mạng xã hội vào tháng 9 năm 2019 Có nhiều đồn đoán trên Facebook rằng nhà Phạm văn Phạm Thành bị bắt là vì cuốn sách này Trong cuộc phỏng vấn với VOA khi phát hành quyển sách này Ông Phạm Thành nói tôi tự tin rằng việc in ấn này là không có gì sai luật Tôi cũng muốn nói cho những người khác rằng họ có sách thì cứ in. Nhà nước không in thì tôi dùng quyền của tôi theo điều 25 của hiến pháp đã quy định để in. Quyển sách này là một bằng chứng, một dữ liệu về những lời ăn tiếng nói hành xử của ông Nguyễn Phú Trọng trong những chính sách đối nội và đối ngoại của ông ấy đối với Trung Quốc cũng như đối với thế giới. Tôi nhận ra rằng ông Trọng là người mà làm tất cả những điều mà Trung Quốc muốn ông Thành từng nói với VOA Việt ngữ. Ông Thành nói thêm, tôi đã 41 năm theo đảng và nhà nước rồi, bây giờ ngoảnh lại thấy dân tộc này cái gì cũng tụt lùi, nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân là chúng ta không có dân chủ, nguyên nhân là đảng Cộng sản duy trì sự độc tài. Nhà báo Phạm Thành có nhiều năm làm việc cho Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, tự ứng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 và đồng thời là tác giả của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xuống hố cả lũ và tiểu thuyết cò hồn xã nghĩa. Từ Thái Lan, nhà báo độc lập Thái Văn Đường nêu nhận định về một công an Việt Nam bắt giam nhà báo Phạm Thành. Từ đầu năm 2020 đến nay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt hai người cao tuổi đó là ông Phạm Thành và ông Trần Đức Thạnh. Ông Thành cũng là hội viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam. Những người từng làm cho cơ quan nhà nước Việt Nam và nói ra sự thật thì bị chính quyền bắt bớ. Nhà quân quyền Việt Nam sợ ông Thành nói ra sự thật trước thềm đại hội 13 nên họ tìm cách biệt miệng bắt bớ giam cầm ông Thành. Ông Nguyễn Hữu Vinh, ông Nguyễn Vũ Bình nêu nhận định việc ông Thành bị bắt như sau. Trước mỗi đại hội theo thông lệ họ hay thị uy bảo vệ đại hội hay tránh sự phiền phức hay những tiếng nói phản biện thì họ bắt một số người, đây là những việc làm sai trái mà từ trước trước đến nay họ thường làm trước những đại hội. Những người phản biện nêu ý kiến của mình bày tỏ các vấn đề về đất nước, các vấn đề về chính sách, quan điểm đường lối mà bị bắt như thế là hoàn toàn không được, không ai phục vụ và chấp nhận việc bắt bớ như thế. Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già, nguyên phó trưởng phòng, trưởng ban kế hoạch, dự án, phó trưởng ban tài liệu của đài truyền hình HTV và là một tù nhân quyền và là một tù nhân quyền cho rằng việc bắt ông Phạm Thành không phải là điều khó hiểu với lý do ông nêu như sau. Lý do thứ nhất, việc chấn áp những người bắt đồng chứng kiến nó thường xảy ra mang tính chất là bắn tỉa. Tôi dùng từ bắn tỉa, tức là lâu lâu một người, lâu lâu hai người thì nó tạo cho tôi cảm giác là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn làm cho người dân, những người bắt đồng chứng kiến luôn luôn mang tâm trạng pháp phỏng, hoang mang. Theo cách có hệ thống từ trước đến nay đó là khủng bố về mặt tinh thần rất rõ ràng. Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang cho biết ông lấy làm tiếc trước quyết định bắt giữ nhà báo Phạm Thành của Công an Hà Nội. Cũng là một người chuyên viết báo và trước đây cũng tham gia trong quân đội miền Bắc. Ông Tạo cho biết động cơ thúc đẩy bản thân ông Phạm và ông Phạm Thành hướng về lĩnh vực báo chí sau chiến tranh. Quan sát anh Thành thì tôi thấy anh ấy là người, người ta nói nôm na là thẳng tính, có nghĩa và thế hệ chúng tôi lúc còn thanh niên chỉ nhận được thông tin một chiều do Đảng và nhà nước cung cấp. Cuộc chiến đấu hào hùng đó nhưng mà lùi lại mấy chục năm sau mới thấy rằng mục tiêu chưa đi đến đâu mà hy sinh hàng triệu người để làm cái gì. Anh Thành thấy nhiều cái bất công sai quấy trong xã hội, đặc biệt là trong bạn trong ban lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Thế thì anh ấy phản ánh, viết phản biện vân vân. Anh ấy là một người rất là cương trực, rất là can đảm, chính vì thế mà có những bài viết tác phẩm nó khá gai góc. Cũng là một trong những người quan tâm đến các vấn đề này nhờ hoạt động Trịnh Bá Phương thấy rằng chủ trương bắt những người bất đồng chính kiến và các nhà báo của chính quyền Việt Nam đã diễn ra rất rõ trong vài năm qua. Anh Phương cho hành động đó đã viện đã vi phạm vào nhân quyền và phát lờ trước sự chỉ trích của quốc tế. Đồng tình nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng việc bắt giam các nhà báo, nhà trí thức, văn nghệ sĩ ở Việt Nam hiện nay đã đi ngược lại với những tiêu chuẩn quốc tế văn minh. Ông Tạo nhận định nếu muốn hòa nhập với nền kinh tế thế giới và có tiếng nói trong khối ASEAN hay hiện Liên Hợp Quốc, chính quyền Việt Nam phải nhận thức lại việc làm của mình những ai có ý kiến phê phán này kia đặc biệt là gây hấn một chút là bắt đầu quy tội cho việc phản động móc nối với Việt Tân vân vân. Những cái rất là vu vơ rồi khởi tố tạm giam và bỏ tù. Riêng anh Thành tôi thấy cái quyết định rất bất lợi cho xã hội Việt Nam hiện nay đang muốn cải thiện cái bộ mặt nhân quyền trước thế giới. Khi được hỏi về sự an toàn của các nhà báo tại Việt Nam hiện nay, ông Nguyễn Ngọc già trước đây từng bị án tù 3 năm, hiện vẫn còn 3 năm quản chế cho biết ông lo ngại về việc nhà quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục bắt giam các nhà báo trong nước cho những bài viết của mình. Phải nói ngay là không ai mà muốn đi tù hết, nhất là những người viết báo như tôi và anh Phạm Thanh hoặc rất nhiều người khác. Nhưng mà khi chúng tôi viết lên thì chúng tôi viết bằng sự thật, viết bằng cái lương tri làm người, viết vì trách nhiệm của mình đối với quê hương Việt Nam, đối với đồng bào Việt Nam, thì chúng tôi cứ phải viết. Ngoài ra với độ tuổi đã gần 70 tuổi, anh Trịnh Bá Phương lo ngại cho sức khỏe của nhà báo Phạm Thành khi bị bắt giam ở Hòa Lò. Trong thời tiết nắng nóng như thế này mà bị giam ở trong nhà tù Hòa Lò với mực độ người giam giữ dày đặc, có khi lên đến 30-40 người trong một phòng giam rất nhỏ bé như vậy, em thấy rằng môi trường nhà tù Hòa Lò như vậy sẽ đe dọa đến sức khỏe đối với nhà báo Phạm Thanh, một người đã cao tuổi. Nhà báo Nguyễn Ngọc Sa cũng từng nêu lên sự lo lắng của mình với việc Phạm Thành bị bắt thì vì cho rằng môi trường tù túng cho người ở độ tuổi đã cao rất khốc liệt. Vì anh Thành năm nay đã gần 70 tuổi rồi nên Thành ra vấn đề ở tù thì tôi cũng đã từng trải qua rồi, nó có thể là cái điều rất đáng lo ngại cho tuổi già của anh Thành. Ở tù như chúng tôi, những người mới thực sự là tù, nó rất khốc liệt, nghiệt ngã cho những thân phận mà tôi gọi là tù không tội. Tôi hy vọng nó sẽ có những can thiệp của quốc tế cho trường hợp của anh Phạm Thanh, đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Đối với nhận định trong bài viết thành công chống dịch virus Vũ Hán có được của Việt Nam qua biện pháp xây dựng trên lịch sử có tính chất đàn áp trên mạng báo Foreign Policy, nhà báo Nguyễn Ngọc Già có ý kiến. Bởi vì đàn áp bất đồng chính kiến nó là hệ thống xuyên suốt của ít nhất 45 năm qua, còn dịch virus Vũ Hán chỉ là mới phát sinh sau này thôi nên tôi không thấy được cái liên hệ rõ ràng. Chỉ có điều cái cách của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với lại vấn đề nhân quyền nói chung và tự do báo chí, tự do ngôn luận nói riêng thì họ luôn muốn được tất cả. Tức là khi mà họ muốn hòa nhập với thế giới về mặt kinh tế để mang lại lợi ích cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam Đến lượt, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Nguyễn Tường Thụy bị bắt. Ông Nguyễn Tường Thụy, 70 tuổi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đồng thời là broker của Đài Á Châu Tự Do, vừa bị Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam vào sáng ngày 3 tháng 5 năm 2020 với cáo buộc làm tàng trữ phát tản, tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Việc bắt giữ ông Nguyễn Tường Thụy diễn ra chỉ 2 ngày sau khi bắt nhà báo Phạm Thành 68 tuổi, một thành viên của Hội Nhà báo Độc lập bị bắt giữ cùng với cáo buộc là vi phạm Điều 117 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bà Phạm Thị Lân, vợ ông Nguyễn Tường Thụy xác nhận thông tin này với phóng viên Đài Á Châu Tự Do vào chiều 23 tháng 5 và cho biết thêm hiện nay ông bị di lý vào thành phố Hồ Chí Minh và giam giữ ở trại giam Chí Hòa. Nhà hoạt động Nguyễn Thí Hạnh viết trên Facebook cá nhân trưa thứ Bảy ngày 23 tháng 5 2020 rằng Sáng nay lúc 7 giờ cả trăm an ninh mặc thường phục bao vây nhà anh Nguyễn Tường Thụy Trước đó chúng canh cả đêm qua Chị Lân vợ anh Nguyễn Tường Thụy đi tập thể dục về thấy thế kêu lên cướp cướp Chúng xông đến để bẻ tay chị Lân Thấy thế anh Nguyễn Tường Thụy từ trong nhà đi ra thì chúng ập vào bắt luôn đồng thời khám nhà Chúng đọc lệnh khởi tố anh Nguyễn Tường Thụy về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực ra là tội yêu nước, yêu quyền tự do ngôn luận. Mọi người lưu ý, Facebook của Nguyễn Tường Thụy đã bị an ninh chiếm. Ông Thụy từng bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thành phố Hà Nội gửi giấy triệu tập 3 lần để làm rõ nội dung liên quan đến vụ án Phạm Trí Dũng tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Trí Dũng là chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức không được nhà nước Việt Nam công nhận. Ông Dũng bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt hồi cuối tháng 11 năm 2019 cũng với cáo buộc phát tán tài liệu chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy sinh năm 1952, gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1970 và phục vụ trong đó 22 năm trước khi giải ngũ với cấp hàm đại úy những năm gần đây ông viết báo, viết blog và là chủ trang blog mang tên ông với gần 4 triệu lượt truy cập. Năm 2014, ông Thụy cùng với một số người khác đến Hoa Kỳ và ra trước Quốc hội Mỹ để điều trần về tự do báo chí ở Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của RFA khi đó, ông Thụy cho hay, tôi là một người viết báo tự do và là một blogger. Tôi quan tâm đến vấn đề báo mạng trong quá trình phát triển xã hội. Ở Việt Nam hiện nay quyền tự do báo chí rất hạn chế và chính quyền Việt Nam chỉ thừa nhận báo chí nhà nước. Trên Facebook cá nhân của mình mang tên Bùi Thanh Hiếu, blogger người buôn gió đưa ra bình luận. Như vậy tính ra liên tiếp gần đây công an Việt Nam đã bắt giữ người cầm bút tự do như nhà thơ Trần Đức Thạch, nhà báo Phạm Trí Dũng, nhà văn Phạm Thành, nhà văn Nguyễn Tường Thụy. Đây là những người cầm bút thực sự, họ có những bài viết, bài thơ, bài báo, tác phẩm hoàn chỉnh như sách đã in họ là những cây bút có tính chuyên nghiệp. Không phải như nhiều người đấu tranh dân chủ chỉ viết những status ngắn, kết cấu chỉ như vài lời thể hiện tâm tư. Nói chính xác thì đây là cuộc đàn áp khủng bố quyền tự do báo chí, tự do sáng tác, nấp dưới chiều bài xâm phạm an ninh quốc gia. Nhà hoạt động Nguyễn Hoàng Vi bộc lộ cảm xúc, vậy là anh đã bị bắt thật rồi. Nhiều lần nói chuyện với anh, anh nói rằng chúng nó sắp bắt anh và anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Em bảo rằng không đâu, anh sẽ bình an thôi, mà nay nghe tin anh bị bắt thật rồi. Lời cô giáo trong vụ án gian lận điểm thư thi ở Hòa Bình quá đúng trong cái xã hội này. Người ta gù mà mình thẳng lưng thì thành khuyết tật. Nhưng đó là cái xã hội hiện tại nó vậy. Thế giới văn minh sẽ ghi nhận và vinh danh những gì anh đã làm. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh viết trên Facebook cá nhân rằng những người bạn quý của tôi lần lượt vào tù Với tôi Nguyễn Tường Thụy là người bạn thân thiết Tôi từng nói với anh nếu bao giờ em chỉ còn có một người bạn duy nhất thì đó là anh Anh Tường Thụy là người nhiệt tình, ngay thẳng, tình nghĩa và hài hước Đặc biệt nổi bận bật của anh và mà tôi cảm phục không hề sợ tù đây Tôi xác định sẽ đến lượt mình Dạo này họ liên tục canh cửa nhà tôi Luôn nhớ câu nói của Phạm Thành người vừa bị bắt hôm kia đời người chỉ sống vài lần sống sao cho đáng và tôi không sao đâu mong mọi người bước tiếp hãy vững bước mọi người nhé xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.